ứng cứu ghe chở 129 tấn lúa bị chìm. Bộ đội biên phòng An Giang cho biết nhận tin báo có một ghe chở lúa của người dân bị chìm nên đã huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền người dân khắc phục hậu quả, trục vớt phương tiện, hàng hóa, ổn định tâm lý cho người dân. Ghe bị chìm có trọng tải 150 tấn, loại ghe sắt đang vận chuyển 129 tấn lúa tươi. Người điều khiển là Võ Văn Phết, An Giang, nên động biên phòng Phú Hộ đã cử 10 cán bộ chiến sĩ tham gia trục vớt lúa và tài sản của người dân. Ước tính ban đầu thiệt hại tài sản 450 triệu đồng. Được biết nguyên nhân chính dẫn đến gây lúa bị chìm là do hai gây lúa chạy song song từ nhân hội về hướng Châu đốc. Lúc này gây lúa con phết bị nước tràn vào phần đầu ga nhưng đã kịp thời tấp vào bờ. Hiện các lực lượng chức năng và người dân tiếp tục khắc phục hậu quả vụ tai nạn.